Đây là khai báo y tế, còn lên cái kia đăng ký khám. Đấy, anh ký vào. Mấy người này đi cùng nhau à? Không không, không, không. Em với anh này đi. Vâng, có hai người lấy lên. Đấy, Đức Minh bây giờ nó chuyển về đây rồi anh ạ. Vâng, vâng. Mình đã đưa anh Sử về đến Đức Minh rồi nhá. Bây giờ sẽ đi vào trong đấy khám. Chứng minh anh cầm chưa? Không, có. Đi vào này. Cho em làm thủ tục khám ấy, chị. Giờ anh em mình đang đợi để khám nhá. Vừa làm xong hết thủ tục rồi. Anh Sự đúng không? Vâng. Quay đi xem. Anh ở nhà bị sao đâu? Tai nạn. Bị ngã xe anh ạ. Được tuần này. Năm 6 ngày rồi. Đâu mà đâu những tí mét vùng này này. Ở đây mình đang chụp xem. Cái chắc chỉ chụp thôi phải không anh? Chụp thôi. À. Sơn lộ luôn một tí. Làm bàn tay này. Ra ngoài quầy à? Đúng rồi, đó là chị kế toán. Sao lại vào đây à? Không, đi chủ về chỗ phòng 109. À, phòng 109. Vâng. Phòng 1, ở cuối hành lang bên này. Vâng, vâng, ok, em cảm ơn đó. Đi anh ạ. Vâng. Trong kia họ đang chụp. Đợi đi. Anh vào đây bao giờ chưa? Chưa. Chưa vào bao giờ? Chưa vào bao giờ. Còn không biết Đức Minh nó ở đây phải không? Vâng. Thương là biết này, trên đấy là đau tai ấy. Nó đi khám một lần mà chuyển đến đây. Lần trước đau tai á? Bị cái tai không nghe thấy. Chắc đến lượt anh rồi. Từ từ, họ gọi thì vào nhé. Anh chỉ chụp nguyên tay thôi mà. Anh Sự vào đi. Đấy. Không biết tên khỏi. Bởi vì nó gãy cho nên là nó lâu mới còn khỏi. Nếu mong gần không thì nhanh thôi. Đây này. Cái vết nứt này đều rồi anh. Đúng rồi. Cảm ơn đây. Cảm ơn chị này. Ok, để em xem. Không, không phải chụp nó vào, ký cho cầm tìm về luôn. Đây, cái dụng nứt chỗ này. À, nứt chỗ kia. Thế bây giờ là bó bột. Bó bột. Ừ, thế anh bó luôn cho em với. Bó luôn đấy. Ấy, làm chụp này được rồi, bình tĩnh. Ừ. Không về sợ tối ấy. Thế thì anh làm thủ tục xong bó luôn cho em nhé. Thì về khám rồi thì một còn không thì cứ bó là trước đã. Vâng. Đấy là sau bó thì có thể theo dõi giám sát. Có thể có dấu hiệu chèn ép hoặc là bị cái khác. Cần thiết thì bó lại, phải bó lại. Đấy rồi, thì bó. Nhưng mà cái tỷ lệ cao mà sẽ không phải bó lại đâu nhé. Vâng. Nhưng mà một số trường hợp là nó hiếm thôi, 1.000 người, 2 người phải bó lại. Vâng. Đấy. Giá khoảng 6.500. Sáu trăm rưỡi là tính tổng hết được không đấy thì cái... bó là hết 650 anh tổng hết là 650. Vâng, thế thì em đi thanh toán ở ngoài kia luôn à? Ừ, đi thanh toán. Vâng, sao anh bó luôn hộ em? Ok, thế là hộ tục đầy đủ xong bó nhé. Vâng, vâng. Anh này viết được không? Viết được. Thế thì mình sẽ viết mang ra để bó chứ sáu một tí. Sáu không sao cả. Không đi điểm chỉ cũng được, lăn. Vâng. Anh Sự là học cái lớp mấy nhỉ? Lớp 2. Thế lớp 2 rồi à? Vâng. Có nhớ viết tên mình không?
Đi đây thì nhớ là đi qua một chút nhé. Cái thủ thuật bó bột thì nó có một số nguy cơ để chuyện có thể xảy ra. Thì là mình bó bột hoặc là nắm bột. Cố nắm là bất kỳ bệnh viện nào hoặc cơ sở y tế nào nó đều có nguy cơ để chuyện như thế. Không phải ở đây làm có. Ví dụ như là có thể là chích một chút thuốc vào để cho đỡ đau, xong rồi mình nắm một chút xong bó. Có thể là phản ứng thuốc tê, có thể là sốc thuốc. Hoặc là sau khi bó có thể có dấu hiệu chảy nước bột, nhưng mà mình bị một tuần rồi khả năng chảy bột là rất là thấp. Đấy, thấp nhưng vẫn có. Đấy, tiếp theo thì có thể là bó vào mà nó chưa đạt thì mình phải bó 2-3 lần. Đúng rồi. Đấy, có một số nguy cơ biến chứng như thế không? Nó đơn giản thôi, cái này không có gì nhiều. Đúng rồi. Đấy, thì về thì theo tay khoảng 2-3 tuần rồi đấy. Đúng rồi. Đây có hai loại bột, một loại bột nhẹ thì nó sẽ đắt tiền hơn là loại bột nặng, có là trọng lượng cái bột đấy. Đấy thì nếu mà mình dùng bột nặng ấy, thì nó sẽ rẻ tiền hơn là bột nặng. Anh cứ làm cái gì nó đảm bảo là được. Nếu mà chỉ bột thủy tinh thì nó 970.000. Bột thủy tinh là 900 à? Vâng. Có là tổng chi phí. Tổng chi phí hết cả bó. Vâng vâng. Còn thế anh làm bột nặng nó sẽ tổng chi phí hơn 600 thôi. Thế anh cứ làm cái đắt kia. Bởi vì em cũng không nắm được cái này nên là cứ cho nó an toàn là được. Thực ra cái nào nó an toàn thôi. Vâng. Nhưng mà cái rẻ tiền hơn là cái bột nó sẽ nặng hơn là cái tay sẽ mỏi hơn nữa, khó khăn hơn, nó sẽ mỏi hơn. Đấy thì mình làm cái bột nhẹ gì? Vâng, rồi. Làm cái bột nhẹ cho em. Thế thì anh cứ đây cầm đoan nhé, ngồi luôn vào. Anh ngồi vào đây này. Đúng. Họ và tên chán đi sức cái số tiền mình đấy là dòng đấy, dòng đầu tiên ấy. Chán đi sức tuổi 34. Địa chỉ của mình là Thuận Hòa, Bình Xuyên, Hà Nam. Nhưng mà đi vào hơi sâu ấy, không ở dọc đường đâu. Lâu lắm không viết mà vẫn biết viết đấy chứ. Bó bột này có nhanh không anh? 15 phút là xong nhỉ? Khoa ngoại anh? Viết chứng ngoại là được. Biết viết chứng ngoại không? Không biết à? Quên mất đấy. Quên mất à? Từ nào khó là không biết viết rồi. Từ khó là viết khó là. Đây đấy, thế anh ghi hộ anh ấy mấy chục năm nay không viết cái gì rồi. Hơn chục năm mà. Hơn chục năm rồi. Học hết lớp 2. Học hết lớp 2 không anh? Hay bỏ học dưới trường? Lớp 2 xong là ông bà xuống dưới này xong là xong là chuyển xuống luôn. Không đi lại đi học được. Chứ anh còn đẹp hơn cả chữ bác sĩ. Trong cái quá trình bó bột cho anh có một số nguy cơ là nguy cơ chèn hết bột nhé, và nguy cơ bó lâu từng khớp. Thì mấy nữa bó xong thì mình sẽ phải tập phục hồi chức năng rồi thật. Bây giờ anh đồng ý cho anh ký đây, anh ký đây, xong hiện lên cái cuốn đây. Đây, ký tên vào đây ạ. Ký tên mình vào đây. Ký trên này không biết họ tên được đấy. Anh ấy không biết ký đâu, không biết tên thôi. Anh không có thời gian đợi báo cáo. Anh xin cất sang sáng mai rồi. Bây giờ nhà mình ra ngoài đóng tiền xong đi mua thuốc ở đây, xong là anh bó cho anh ấy nhé. Vâng, vâng. Thôi ký đưa thuốc.
Ok. Đấy, bây giờ anh nằm đây nhá. Thì bác sĩ gác bó cho anh nhá. Nằm đây. Nằm im nhá. Quần rách hết đầu gối. Cẩn thận nữa, có cái gì thò ra ngoài. Nằm yên nhá, thì bác sĩ gác bó cho anh nhá. Vâng. Em ra ngoài đợi nhá. Vâng. Có cả đơn thuốc này. Anh Sự vừa bó xong rồi. Bây giờ mua thuốc cho anh, xong là cho anh về hai loại thuốc. Anh Sư ơi, bây giờ em bảo nhá. Đấy, cái phim này tí là anh cầm về nhá. Vâng. Ừ, tí anh cầm về. Cái này trong này để đây hết rồi. Vâng. Bây giờ em bảo hướng dẫn anh nhá. Đây có hai loại thuốc thôi. Vâng. Hai loại thuốc thôi, đơn giản thôi mà. Vâng. Cái này thì anh uống ngày 4 viên, chia 2 lần. Mỗi lần 2 viên là anh ăn sáng không anh uống. Vâng. Ăn sáng uống. Chiều là ăn cơm cơm xong uống. Đấy, ngày 4 viên. Còn cái này uống 1 viên. Trước khi ăn thì đau thì uống 1 viên thôi nhá. Vâng. Ừ, 1 viên thôi. Cái này ấy, vâng. Cái này là thuốc số 2 đây, có 2 loại thôi. Vâng. Loại 1 là loại trên này, là ngày 4 viên là loại này. Vâng. Nhớ chưa? Vâng. Ừ, có 2 loại thôi. Vâng. Nên là không sợ nhầm lẫn được. Vâng. Nên là đánh cái số 1 này này, là số 1, thì đánh thứ tự này này. Vâng. Là ngày 4 viên là loại này. Còn ngày 1 viên là loại này. Đấy. Ừ. Thế thôi. Nhớ chưa? Vâng, nhớ rồi. Còn cái này thì cất đi nhá. Vâng. Đấy, bây giờ em đèo ra anh ra chỗ thằng em của anh, xong là cho thằng em của anh đèo anh về. Vâng ạ. Ừ, nhá. Vâng. Rồi, ok. Cái này anh cất vào trong túi luôn. Vâng. À đây, đây có túi đây. Đấy. Nhớ nhá, loại hộp vuông này là 4 viên nhá. Vâng. Ừ. Còn loại vỉ này là 1 viên thôi. Đấy, nhìn đeo cái này. Cái này anh cất vào trong trong bộ hồ sơ luôn đi. Trong này có cả phim viết chụp đấy. Vâng. Đấy, rửa ra xem em. Vâng. Nó bị thế nào. Nhớ là không được nhúng nước nha. Vâng. Ừ. Để khô ráo ấy, ban đêm ngủ thì thả lỏng nó ra nhá. Vâng, vâng. Giờ em đèo anh ra chỗ thằng em, nhưng mà cho nó đèo anh về. Vâng, vâng. Thôi, bây giờ mình đã vừa đưa anh Sự đi bó bột rồi. Chụp chiếu khám bó bột và mua thuốc cho rồi. Bây giờ mình sẽ đèo anh đi ra chỗ thằng em, xong là tí thằng em của anh sẽ chở anh về nhà. Yeah.